phải cho bà ở đó, đừng bà mới giữ bà mới ấy chứ, còn tự nhiên rồi bà đòi đi hoài. Sao mà con hết bệnh được? Ừ. Giá gì chúng rằng tôi lo cho chu đáo ha. Ừ, tôi lo cho con tôi đầy đủ cái gì? Tôi lo chu đáo đàng hoàng rồi. Buôn bán lợn. Chu đầu đáo. Đây nè quý vị, bây giờ mình chảy dĩ, bắt đầu mình đổ bê tâm. Làm cái dĩ mới xây cái nấm. Bữa nay anh Thiện anh làm anh quá khóc quý vị, chỗ này nắng quá nắng anh khóc quá khóc. Lính mà anh xuống xác luôn rồi. Giờ nào không lên cũng được, mấy tôi lên sớm. Thấy không? Nên kiên sạc còn nắng nữa. Không là ngày không có gạch. Người ta cần gạch 50 mà không được gạch 60 rồi cắt lên muốn cho sao được. Ừ, thành ra phải chạy lên làm cầu mua, còn mua vật tư được của ổng. Ừ, thì chỗ nào nó tiện. Với ổng á, bà con bán gạch gì mà có 3 củ rồi lựa sao đó. Ở trong đây tàn gạch 50 mà, đưa 60 vô mắc cắt bỏ nữa. Không lẽ giờ người ta 50 mà làm 60. Dạ. Làm cao hơn ta, bự hơn ta nữa. Dạ. Cái gặp một khúc cái
bà đến giờ bà biết bà đi thỉnh cái gì. Rồi đi, mình quê mùa dốt nát, ai nói gì nói cho câu thiện thôi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 60 tuổi. Câu hỏi tuổi bà, lát bà nói đi. Bà thì sao mà trời bà hỏi nè, hỏi nhiêu tuổi thì đi. Thấy như bà 60 sao mà thấy tính mẹ con sắp 4 rồi. Trời mặt ơi là đó, đi cúng phà phà đi. Đã năm nay là bà tưởng là tôi đi luôn rồi đi rồi. Vậy là quý lắm. Bà với ông mình muốn đi đâu có dễ dàng gì được. Cái nghiệp mình còn dữ lắm. Đi. Bà với thầy Thuận đi là phải lên bờ xuống ruộng văng sông, lên bờ xuống ruộng văng sông mới được đi. Cuộc đời nó cháy que lắm. Rồi bà với thầy Thuận còn không có luôn. Tôi á, cậu biết tôi là gì không? À, cái cầu gì đấy nè, là nguyên một bầy dịch á. Là tôi không công quốc hoa. Ờ, nó đó. Vậy là bà không mẹ ghẻ. Không có biết chuyện nhà đi giờ. Bà đóng cúc qua đóng bà mẹ ghẻ. Tôi đóng ra là cái ông mà đi quýnh giặt. Đi là Phẩm Công. Tôi đóng ra ông Phẩm Công. Tôi vô tình tôi không biết chuyện chứ. Sao mà đóng ra tàu thị. Bà đóng ra tàu thị bà nội. Ông sao mà đi. Tôi đóng ra là ông Phẩm Công. Bà bây giờ mà cầm cái chổi quánh ông hai mướt nó lại ra tàu thị. Tàu thị mới thả dịch cho mấy đứa con. Tôi không có biết chuyện chứ. Bà cái đường cái lưng đó bà biết ai vậy tránh không? Hả? Cái đường cái lưng đó bà biết ai vậy tránh không? Ông Phẩm Công không đóng dây chánh. Bà Tàu Thị đó bấm dây chánh. Ông nội ơi, cái bà Tàu Thị. Bà chết nó hết tiền đó đúng không? Thôi mù mà. Bà đi mày đi bà. Vậy mà bà đóng dây chánh đó. Thôi tôi không có chuyện của bà đó. Bà đi mày đi bà. Bà thấy cái tù nó không? Bà chết rồi ta nghĩ coi đi. Thôi thôi tôi đóng. Mà không có bả là cái tù nó không hay nữa đó. Thôi tôi đóng. Bà chết là hết tiền. Đi chuyện nước gì chuyện nhà là tan nát hết trơn. Mà mẹ toàn là mẹ con đường không công nhận con mẹ gì đường không, tới bà về là muốn, trời muối không từng câu luyện luôn, cái đường. Còn bà về, bà có vali trước mà. Duyên vé xe 9 giờ. Với vé xe Thiên Hương 9 giờ. Đi Sài Gòn. Cái nhà ngô á. Dạ, tôi ở ấp nào chỗ đó nói cho mình. Đó là Long Thị A. Long Thị A. Long Hưng. Long Hưng. Cái bộ tướng ông Thầy Thiện này. Ông Thiện này nè, tối về ở này về không ở không. 7 giờ là vô một ôm nhỏ là bây giờ có con trai là không đi đâu. Có đẻ. Bạn mới uống một hơi mà điện chết thì sống. Có nhỏ con gái 15 tuổi rồi. Thằng trai mới có một. 15 năm sau mới đẻ, thằng trai nó tính không đẻ nữa. Tính đẻ đứa rồi, mình lo cho nó chu đáo một chút. Cái hai ba đứa nó lù bù. Suy nghĩ tới bến Thanh Kiều nó đẻ này đẻ nhân cái mùa dịch. Đi đẻ nó mà cũng như ra như là bị bắt thì nó ép không nó mới có bùng lên. Mướn cái xe bên Vật Tăng qua nó chở. Nhưng ta với nó ép không. Dư nhiều đổ chân chỗ này đi em Thiện. Dư nhiều đổ chân chỗ này. Dư chán dưới đi cô Thiện. Chứ dư nhiều rồi, ba chi như vậy quá. Dư quá, ổng chán ở dưới đi cho nó sạch chứ đừng có lên tỏ. Rồi, lắp vô đây đi. Ừ. Qua đó đó. Dư chán đó cũng dư rồi là rồi, nút như vậy. Xúc cộng đây. Xúc tao cộng đây nó nhảo đây còn nhiều. Cái đầu vét vét bỏ cỏ ra đi sơ đi. Múc thử nước sạc vô. Đi đâu toàn thấy bự.
từ hôm nay tôi mua heo á, tôi mua con 60 ký rồi, mấy vỗ tôi 78 ký rồi được luôn. Bự lắm. Lớn lắm. Đợt sau chở bà Năm đi đem theo cái manh diếu. Chỉ cái mù rùa. Chỉ cái mù rùa với đồng tiền bà lắc. Mày với con nói xấu tao. Đem cái manh chiếu heo đừng chảy đàng hoàng cho bà ngồi sạch sẽ. Còn có nằm á, mỏi lưng mà nằm xuống má ơi, ai nói gì đâu. Còn cái vụ mà đem muỗng rùa lông đâu, ông Toàn nói mu rùa. Cái mu rùa với mấy cái thẻ lắc cái đồng tiền. Mấy cái lắc cái mai đừng cho mấy cái đó ấy đó. Mu rùa đang coi bói chứ cốc cốc gì. Bà mà tụng kinh gì. Cái này mình đi nhận mình làm ăn tiền thì không năm nhưng cũng để cái đất để con cái đúng, 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 không phải là nó làm ăn tiền chứ mình thấy là mẹ nha đó vậy đó mà không đem mua rùa ha sao được không đem mua rùa ra nói đâu có chuẩn. Ừ, con người ta là nhìn theo cái khuôn mặt là biết ác hay gì đó. Quên cái mai rùa chứ. Nhìn hay lắm. Thì đi mặn cái chùa mấy người ta cũng nói vậy chứ. Ông Tổ kêu bà nhìn đâu. Mày với thằng Tử giờ là hại tao không? Ý trời ơi là trời làm gì hại nó. Nãy giờ hại gì ông nội? Để cho tao nổi nóng cơn thiên lên. Biết sao không? Tại vì nói lên gì cho bà có lên những gì. Trên mạng giờ nó đang nói là đang tâm đức vô lượng. Con ta nó giấu luôn nữa. Đứa nào biết cái tính. Lấy cái bài cạo trên xương đi. Đặt nước vô mơ trong trọng hồ tô đi vậy. Tôi mà dẫn người nào là tôi không có nói lén đâu, tôi kêu ngồi xuống đó đi. Năm mười chuyện tôi dồn lại một chuyện. Giờ ta kể cho anh rồi mà. Có thấy cảnh chùa viên với tao không anh? Ừ, cái đánh tôi nó kỳ gì á. Tôi dồn lại năm cái chuyện tôi nói cho mẹ. Rồi rồi vậy này chuẩn bị đi về nè. Rồi đi về. Ta rồi về má về má. Không cần thiện làm gì tôi vừa bụng rồi. Má đứng đợi má. Má ngồi má lớp má nói hoài đi. Bà điện mà kêu ông Năm lên tôi coi. Mơ lên nữa mà Năm. Hả? Mơ lên nữa không? Không. Chuyện nào mà ông ăn tạ mã không có lên. Tạ mã đi, Năm lên nè, mơ chắc đại sự là giữ cho người ta đem cái gì. Rồi, okay. Chưa đem hả? Chắc bữa nay chưa, bữa nay người ta có chuyện gì. Rồi, vậy là ngày mốt gặp lại đi. Rồi, chắn cái đó đi. Xong đi, tạ mã của tôi. Biết rồi, như này. Cái chỗ nào mà đại sự là có mặt tôi đó. Còn mà chuyện sao là thôi, để... Tao cầm cái quán lý đi. Ừ, tao cơm đồ vô. Mình chắc cái vỏ máy móc rồi mình gỡ qua nhà trước được không Toàn? Được, gỡ nhà cũng đi. Thôi đừng gỡ vô má ở đâu. Thấy sao luôn, hầm hinh quá. Gỡ qua nhà cậu Chín á. Chứ sáng phá cửa mình không có ổng mình đổ luôn. Thôi đi, cậu Chín đi. Vô cái thùng nước đó. Thùng nước lạc để đây đi. Toàn, còn thùng nước đó con ẩm gì. Làm ẩm rồi đó, nè kìa. Bà nội này bác cái gì bị gì vậy trời. Đó, thùng đó đó là thùng ẩm vô. Thôi, mời lén đá vô thôi. Còn thùng nước lạnh rồi đây nè, đem vô đây rồi má ngồi đó, đẩy đó má ngồi vậy rồi bà ẩm bà về coi bà nội bà ngồi bà nói hoài, bà nói tới cô Lụ về cứu Võ Minh Thành xong qua ca cổ rồi tụng kinh luôn, bà chưa về nữa. Ông tỉ má bài đó rồi ngồi ngốc có gì là ông bà chết rồi thiếu bà không buồn lắm. Ừ, thiếu bả là không vui được đâu đó. Bả với ông thầy Thận là coi bằng là mày đóng vai chánh mà không có tao là không ai coi đâu. Bả với ông thầy Thận mà vắng cái gọi là giống như cái tuần cá lương mà không có người hài á. Bữa nay là ngày thứ hai nè quý vị, tới trưa là xây được nhiêu rồi nè. Đó là chắc ngày mai nữa có thể xong, tại bữa nay bắt đầu dán gạch rồi. Ngày mai rút bữa nữa là rồi.
Không phải sao dán được miếng nữa vậy. Con mừng cho cô chú là đã có được cái chỗ yên nghỉ tốt đẹp giống như người ta rồi đó. Cô chú cũng quan hỷ mà gán niệm Phật để được giảng sanh về miền Cực Lạc nghe cô chú. Đừng có lo về phần hài cốt nữa, bây giờ là cái hài cốt là đã có phần mộ đẹp rồi. Giờ cô chú gán niệm Phật để được giảng sanh về miền Cực Lạc ha. Con cũng gán cầu nguyện để cho cô chú được về miền Cực Lạc với người ta. Cô chú về ăn bánh, hút thuốc với con nha. Bữa nay là ngày thứ hai rồi đó quý vị. Ngày hôm qua là ngày 28, bữa nay là ngày 29. Chắc có thể là 30 mới xong. 30 mới xong thì Phúc Toàn cũng sẽ tìm một cái ngày để ăn trà mã cho cô chú, để mừng cô chú có được cái mã mới và có cái nơi an nghỉ mới. Bà con trên dòng tay nhân ái họ cũng rất là mừng khi cô chú đã có được cái nhà đàng hoàng giống như người ta. Con cũng rất là mừng, mong cô chú hãy an nghỉ và đừng bận bịu về việc hài cốt của mình nữa. Tại vì bây giờ là đã mới có mộ yên mã đẹp rồi. Mong sáu cô chú hãy an nghỉ nha. Hãy gán niệm Phật để được giảng sanh về miền Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là mình làm như vậy nè. Ở ngoài mã mình làm như vậy nè. Cái mưa xuống nó không có văng ba cái cát lên quý vị, chứ để cát là nó văng lên dơ lắm. Rồi bây giờ này chờ khô cái nữa là xong.
tôi lấy lên. Bây giờ hôm nay là làm được nhiều nè quý vị ơi, ngày thứ hai rồi đó, còn ngày thứ ba nữa mà không biết xong không, tại vì có hai người, người thợ người phụ, thành ra nó lâu quý vị ơi, mà nhiều quá cũng không có chuyện gì làm. Này chắc ngày mai nữa xong, ngày mai gắn gắn rồi tới tối cũng xong rồi. Ở bên chùa thì gió hay hay, ở bên này giống như cái hầm bí mật như vậy, nó có cái hàng cây này là che khuất lại hết rồi, không có miếng gió, nó nắng nó nực, trời ơi. Ở bên chùa, ở bên thì gió hay sao nó thổi tới nó chống, còn ở đây đi vô đây giống như cái lò luyện đơn nóng, trời ơi.